Chào mọi người, mình là Nguyễn Mỹ về, về, về quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình dắt mấy bạn vô vườn thăm vườn của mảnh cầu của mình nha. Ở đám vườn này mình xe cắt cỏ chỉ chạy ngoài đường thôi nghe. Cái đám những giòn vườn này là hồi lúc trước tới giờ mình chưa quay cho mấy bạn xem tại vì. À, mấy, mấy hôm nay nè cái ông chồng mình ông cắt cỏ ở ngoài đường trước ở trong góc chưa có cắt cho nên mình, mình chỉ đi ở ngoài đường lộ nha mình cho mấy bạn xem vườn mãn cầu nhà mình à, đây là vườn mãn cầu nhà mình nha cây này của mình là khoảng 8 năm nha mấy bạn khoảng 8 năm rồi tại vì à, mình quay cái mấy cái đám này là lần đầu tiên mình quay tại mấy cái đám kia là trái uh, nó có trước mình quay trước đám này là có sau mình quay sau nha đây mình cho mấy bạn xem là trái à, cây vườn nhà mình nha trái nhiều lắm mấy bạn vườn nhà mình hiện giờ còn trái rất là nhiều nha đây vườn nhà mình nghe mình chỉ mới có cắt cỏ ở ngoài luôn còn mấy bạn mà hỏi mình á ví dụ như cây này giữa cây kia trồng cách nhau khoảng bao nhiêu á mấy bạn nhìn vườn mình nha mình cây này với cây kia cách á tùy mấy bạn ví dụ mấy bạn mà có sử dụng xe xịt thuốc xe xịt thuốc nha thì mấy bạn nên cách khoảng 3 mét còn ví dụ như không phải xe xịt thuốc thì không cần phải cách tới 3 mét đâu tại vì xe nó chạy dưới xe cắt cỏ nó chạy thì các bạn hãy cách xa nhiều tại vì có xe chạy thì nó mình sẽ khỏe hơn nhưng mà mình phải trồng xa ra tại vì cái để cho cái xe nó chạy ngang nha mấy bạn chứ ví dụ mà mình sử dụng bằng tay mà xịt thuốc á thì không cần phải cách xa đâu đây là vườn nhà mình nha Cái cây này là trái khoảng chắc cũng 5-70 trái nha mấy người Tại cái này mình có cắt qua hai đợt rồi Chứ không phải là chưa cắt lần nào nha Cây này là mình cắt qua hai đợt Mấy bạn thấy mảng cầu nhà mình trái nó bự không Trái này là một trái mình đón là khoảng cả ký Việt Nam đó nha một trái khoảng 1 kg Việt Nam thì ở bên Đài Loan á là mình đóng thùng á một thùng 11 10 11 kg hiện tại là mình vừa bán là mình một thùng 11 kg là khoảng 5 6 à 7 8 9 10 trái cũng có tùy mà nhằm gia đình nha, nhầm gia đình họ thích ăn trái hơi vừa vừa á, trái khoảng 600 g có người thích ăn 7 800 gam cũng có người thích ăn, thích trái bự nha thì à thích trái bự thì mình đóng trái bự nhưng trung bình trái của mình á một thùng là 5 6 trái là vô 11 kg nha mấy bạn đây là cây này là cây nhỏ nha cũng như mình trồng á rồi sanh sản nhiều quá nhiều lúc gặp bão á cho nên cây mình nó cũng có chết cho nên trong giường mình cũng có bù nhưng nhiều lúc mình bù á cũng có cây thành công có cây không thành công nghe chứ không có không phải là mình cũng không phải là ừ mình bù xuống cây nào là thành công cây đó đâu nha đây mình dắt à, mấy bạn vô giường của mình nha thăm giường của mình nha mấy bạn đây mấy bạn xem giường của mình nha đây mình lúc nào ai à, giường của mình đây là mình cũng chạy xe cắt cỏ nha mấy bạn chạy xe cắt cây đường này là mình chừa để à, chạy xe cắt cỏ với mà chạy xe xịt thuốc á cho nên mình khoảng chừa khoảng 3 mét là mấy bạn chừa khoảng 3 mét là được rồi nha đây cây mãn cầu nhà mình nha đây trái nè mấy bà ngồi nhìn trái xum xê lắm mấy bà nhìn thấy không ừ, mấy bạn nhìn thấy không tại vì mình hay dùng cái từ mấy bà mình <laughs> mình bán ở trên đó, facebook á là cho mấy chị em việt nam á ủng hộ mình nhiều lắm mình hay dùng cái từ đó nha mình hôm nay mình dắt mấy bồ đi thăm vườn nhà mình nha cái nhà mình to lắm nhìn nè trời ơi nhìn đi nhìn rồi mê luôn á ở việt nam mình cũng nhìn mình quay mấy cái clip vườn như vậy nè mình cũng muốn mấy bạn ở việt nam á thích trồng mãng cầu đài loan nha thật ra à, mãng cầu đài loan á là người việt nam mình thích ăn lắm cho nên á, mấy bạn nào mà trồng mà được thành công á thì nó cũng ngon lành lắm nha cũng ngon lắm trái cũng số lượng á, nó cũng cao lắm tại ơi đám vườn nhà mình cỏ ở trong gốc mình chưa có cắt nha mấy bạn tại biết sao không hôm nay lo bán ở trên mạng không hà cho nên á à, cắt ở ngoài thì cho dễ đi còn ở trong gốc á cái mình chừa lại nha tại vì à, mấy bạn thấy cái cây của mình không cái lá nó bị vàng không tại vì nó vàng á là à, tại vì nó nó vào mùa đông nghe mấy bạn cái lá của nó hay bị vàng để nó rụng á à, trong thời gian mà mình cắt mảng cầu xong ha mảng cầu này là mình cắt xong phải không là mình sẽ mình 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 sẽ cắt bỏ những cái nhánh này nha mấy bạn mình sẽ cắt bỏ hết mấy cái nhánh này nha Ê, mấy bạn xem nha, mấy bạn xem vườn nhà mình, tội trái nhiều dữ lắm luôn. Đây là cây con mình mới trồng lên nha mấy bạn, mình mới ghép lên hồi năm hồi hôm trước năm rồi nha. Hồi năm rồi mình mới ghép lên mình cột tre nữa nha, tội nhiều vườn lắm mấy bạn ơi. Cho nên mình không có thời gian làm nhiều nha. Chứ theo quá trình thì dữ lắm, nhưng mà mình không có thời gian á. Cho nên á mấy bạn mình chỉ cho mấy bạn xem vườn của mình. À cái này là um, gần cuối mùa bên mình rồi cho nên á mình chỉ quay trái cho mấy bạn xem thôi. chớ đợi chừng tới khoảng chừng một tháng nữa thì mình sẽ quay từ đây giờ tới đó đó là, là mình sẽ quay bắt đầu quá trình từ đầu làm nha, cũng như là từ lúc mà mình cắt đầu chọc á, mình cắt bỏ nhánh hết, rồi mình tạo cành như thế nào là mình sẽ quay, mình sẽ quay cho mấy bạn xem để mấy bạn tham khảo nha. Mình không có nói là để cho mấy bạn học y gan như mình, tại vì á mình làm thì theo cái cách của mình thời tiết ở đài loan còn mình quay á mình quay cho mấy bạn xem rồi mấy bạn tham khảo lợi là mấy bạn phải làm cho hơn mình nữa nha trái á, là phải bự hơn của mình nữa rồi thu hoạch thu hoạch là tiền cũng phải nhiều hơn của mình nữa nghe mấy bạn tại vì biết sao không mấy bạn tại vì mình á, ở bên đây nè kiến thức mình không có gành ở bên đài loan mình nói thật là mình biết chữ ít lắm hiện tại là vợ chồng mình đang chuẩn bị đi học nha mình đi học chữ đài loan á tại vì mình bán hàng trên mạng bây giờ á toàn là sử dụng uy tín không à mà phải gành chữ đài loan mình không có gành cho nên bây giờ vợ chồng mình đang đăng ký một cái khóa học chữ phổ thông để mà do người đài loan dạy để mà vợ chồng mình nó đi học để mình biết chữ nhiều hơn thật ra mình làm giường được như vậy có trái to á mình không biết chữ mình cũng nhiều cái thiệt thòi lắm nha cho nên mình vô giường mình quay cho mấy bạn xem ừ cây trái của mình như thế nào rồi mình sẽ làm một cái clip từ đầu luôn rồi cắt nhánh rồi sao tạo cành như thế nào rồi xịt thuốc bón phân rồi phải em gãi phân gì lúc nào rồi lúc bọc trái rồi mấy bạn sẽ nên gãi phân gì và xịt phân gì mình sẽ cho mấy bạn biết hết tại vì biết sao không hiện tại bây giờ mình nói cũng không có gành tới lúc mà mình làm rồi sẵn đó mình quay cho mấy bạn xem luôn nha mình làm xong rồi mình vừa làm mình vừa cho mấy bạn xem để mấy bạn biết vừa nhìn thấy và biết làm luôn để lúc đó nó mới hay hơn chứ hiện tại mình nói nhiều lúc mấy bạn không có nhìn thấy chứ không có định hình được thật sự luôn á bản thân tôi cũng vậy mấy bà thấy cái cây mãn cầu này của tôi không khoảng 100 trái đó nha 100 trái trên nữa trái đầy đặt tại vì cái gốc nó bự lắm mấy bà biết không có nhầm cây trong vườn mình trồng á nó tự nhiên nó mạnh nó khỏe trái nó bự dữ lắm đây nè, trời ơi nhìn trái không mấy bà nhìn thấy cái trái nó thấy thấy ham không? Tôi nhìn tôi quay cận cảnh, cảnh cho mấy bà xem cái trái mang cầu tôi nó bự làm sao nha. Nè, thấy chưa? Nó bự ghê không? Trái nào trái thấy nó bự coi nè, thấy ham trời. Thánh thần ơi coi nè. Thấy không? Tôi nói cho mấy bà nghe, tôi đi cắt mảng cầu á, tôi quải cái thùng mảng cầu muốn gãy xương sống luôn á. Tại vì á vô mùa rồi cho nên tranh thủ vợ chồng em á tranh thủ làm uh, bán nha. Nó đây nè, nhìn đi. Nó nhìn đi. Trái bự không? không không bự không lăn tiền nha ăn không ngọt không dai không lấy tiền nha cái này giống y răng tôi đang livestream mới trời tôi đang livestream trên facebook tôi bán vậy đó à, tôi quay cho mấy người bạn xem nha để à, đầu mùa à, mình ở bên đây chấm bông như thế nào nha thật ra tất cả những cận cảnh mình làm mình sẽ quay cho mấy bạn xem để mấy bạn cũng như là rút kinh nghiệm hoặc là mấy bạn tham khảo nha mấy bạn để tham khảo vườn của mấy bạn đi làm chứ mình không có nói là để cho mấy bạn làm giống y gân mình tại biết sao không à, trái, trái cái cây mãn cầu này nè tôi nói cho mấy ông nghe cái cây mãng cầu đài loan này nó rất thích vào mùa lạnh mấy ông đừng có làm vào mùa hè à, ví dụ như khoảng tháng 7 á việt nam mình mấy ông coi thời tiết ở việt nam mình ở đài loan của tôi á bắt đầu cắt nhánh là vào tháng 7 nha nó trái để tôi cho mấy ông xem cái cây này nè nó bự lắm trái nó nè đùm đề mấy ông thấy không trái đùm đề nha nó mấy ông thấy mê chưa thấy mê chưa thấy mê thì đi mua cây giống về trồng nha không <laughs> thật ra mình rất thích mà mình quay những cái clip như vậy á là mấy bạn biết không mình thích ở viên việt nam mình á trồng được lắm mình thích mấy bạn á, ai cũng trồng được vườn mãn cầu ha trái thiệt là nhiều kiếm tiền thiệt là nhiều mình thích lắm ai mà kiếm được nhiều tiền mình mừng lắm luôn thiệt luôn á mấy bà biết mấy anh mấy anh mấy mấy bạn biết ha mình quay cái clip này á, là để cho mấy bạn ừ À, tìm hiểu thêm về cái cây giống mảng cầu này nó thích hợp như thế nào nha chứ à, thật ra là à, theo dõi cái cây bao nhiêu tháng bao nhiêu năm nó tôi không có gành đâu tôi chỉ đụng tay vô tôi làm thôi Ừ tôi biết cũng như là ngày đó tháng đó khoảng bao nhiêu đó cắt nhánh tạo cành ai trồng cây con bỏ phân gì phân gì thì tôi gành nha còn cái dạng như mấy ông hỏi là cây như thế nào à, bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng tôi không có theo dõi mấy cái đó tôi chỉ theo dõi mùa năm tháng thôi chứ tính ngày là tôi không có tính cái này tôi nói thật nha mình thì ở trình độ không có cao cho nên cái nào tôi nói tôi nói được thì tôi biết thì tôi nói nha âm à, mấy ông đừng có à, à, nghĩ tại vì tôi nó hạc lòng là tôi hai lúa ở dưới quê tôi học cũng ít hơn, không có học nhiều cho nên cái gì tôi trả lời được thì tôi trả lời được Nghe mong, mong mấy mấy anh mấy chị mấy bạn thông cảm giùm tôi nha tại mấy ông biết không tôi qua đây tôi đi lấy chồng qua đây tôi đi làm cái này chồng cái này nè tôi ở dưới quê tôi không có kiến thức tôi qua đây tôi chẳng cũng không có kiến thức tại vì á, tôi đụng tay vô tôi làm làm xong rồi tôi biết tôi biết xong rồi từ tôi um, kiếm được một chút vốn cái mình mua được miếng nhỏ nhỏ gì đó mình làm rồi từ từ cái tôi muốn đất của người ta tôi làm chứ thật ra dường tượng này nhiều lắm tôi cũng không có phải là um, tiền của tôi mua đâu cái này là đất này là tôi mướn nha tôi muốn tôi làm cho nên á, là tôi quyết tâm lắm biết sao không tại vì mình mướn đất của người ta cái mình làm mình làm cái là mình phải nghĩ là tới mình phải kiếm tiền trả tiền đất rồi mình kiếm tiền lời để mình nuôi con nữa cho nên á, tôi á, mới à, mà, mà quyết tâm làm là làm đâu là phải trúng đó cho nên mấy ông á à, nhìn cây của tôi trồng gì nè rồi tạo cành nha. Rồi à, mấy bạn à, về ở bên bển mấy bạn xem á ở Việt Nam xem á rồi cái mấy bạn rút kinh nghiệm nha. Rồi ừ, tạo cành sao, cắt nhánh sao. Nhưng mà vài bữa nữa tôi sẽ quay quá trình từ đầu luôn. Tôi có một cái đám vườn là tôi cắt um, trái hết rồi hôm vừa bữa 24 tây tháng 12 là tôi đã cắt trái hết rồi là chưa tết đó là tôi mãn cầu này tôi cắt hết từ đám chứ không phải là cắt hết lượt cũng như là tôi làm đám này xong phải không cắt hết rồi cái tôi cắt từ 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 bây giờ á là mãn cầu càng ngày càng ít chứ không phải càng ngày càng nhiều nha tại vì tôi cắt của tôi á là phải tháng 3 tháng 4 tây là hết trơn rồi phải tháng 3 tháng 4 tây là tôi hết trái rồi nha cho nên à, à, mấy bạn à, ví dụ mà muốn à, trồng tốt hơn tôi không biết cách giải thích làm sao thiệt tình luôn á để à, tôi à, bắt đầu tay vô làm bắt đầu là tôi quay tôi quay từng clip từng clip cho mấy ông coi mấy ông mấy bạn mấy chị rồi mấy anh ở bên việt nam xem xong rồi phải không mấy anh về giường tự rút kinh nghiệm nha chứ thời tiết ở đài loan với việt nam tôi không phân biệt được thứ nhất thứ hai nữa mấy ông muốn mà, à, bán mạng cầu vào tháng mấy tháng mấy tôi cũng không biết nha tại vì tôi quay cái này là tôi chỉ cho bạn bè mấy ông biết đó là ừ, cái cách tạo cầm sao cách xịt thuốc sao à, lúc chấm bông nên xịt thuốc gì và lúc à, à, mà không có bông nên xịt thuốc gì quan trọng lắm nha cái đó là cái lúc ăn tiền đó, cái lúc mà mà mình chấm bông với xịt thuốc ha, với à, lúc chấm bông là lúc ăn tiền đó nghe trời, trái tròn trái méo là ăn thua nó đó nha, lúc mà trái tròn trái méo là lúc chấm bông quan trọng nhất, chấm tròn trái nó mới bự, chấm méo là trái nó nhỏ xíu hà, cho nên chấm bông quan trọng là một trăm phần chín mươi phần trăm của cây mãn cầu, tôi nói mấy ông nghe chấm bông cực lắm, hai vợ chồng tôi chấm bông công phu lắm, công phu tới nỗi người đài loan họ còn nói là hai thằng tôi bị điên mà cho nên á, mình mà đạt được cái gọi là trái tròn thu hoạch nhiều tiền là quan trọng rồi ai nói gì thì nói nha mình vườn mình mình phải làm kỹ lưỡng để cuối mùa mình có tiền nhiều mình trồng cái này cực khổ là để làm gì là để kiếm tiền thôi chứ không có kiếm tiếng nha quan trọng là mình phải kiếm ra được tiền nha mấy ông thấy mãn cầu tôi không trái nhiều quá thì nó cũng có chín đôi ba trái nha Đó cái bự lắm trời ơi nhìn đi tôi mắc mê cái này là hai ngày nay hai chồng tôi nghĩ công ty không có giao hàng được cho nên tôi không có đi cắt mãn cầu nha để đôi ba bữa nữa tôi cắt mãn cầu nha tôi quay clip cắt mãn cầu à, dưới mà tôi có một cái đám vườn á là Bên kia là tôi cắt xong rồi. Mới mốt tôi vô tôi cắt đầu chọc á, tôi tỉa nhánh nó ra nó cắt hết tụi lũi cây xong đó. Rồi tôi sẽ quay một cái clip tôi cắt nhánh làm sao, rồi tôi chừa nhánh tạo cành sao. Lúc đó tôi kêu ông chồng tôi ổng quay cho tôi nha. Bây giờ thì tôi tự quay được. Mới mốt tôi kêu ông chồng tôi ổng làm á, máy quay phim ổng quay cho tôi mới được. Ổng quay cho tôi chứ lúc đó trên người tôi quẩy máy cắt quẩy mấy cái máy điện tử nữa nguy hiểm tôi không có cầm tay được cho nên tới lúc đó ông cầm tôi ổng quay tôi cắt rồi tôi sẽ giải thích cách tạo cành sao cho mấy ông xem nha à, đây bản cầu nhà tôi mấy ông thấy không trái quá trời luôn bản thân tôi chồng tôi còn mê năm nay trúng mùa mà nó không có trúng giá ba má ơi trúng giá một cái tôi bể tay trận này nè cho nên trúng mùa không trúng giá nha rồi nha tôi quay tới đây thôi nha mấy ông ơi à, xem sơ sơ giường nhà tôi nha để ha, dài bữa nữa tôi quay nữa thì tôi tôi sẽ cho mấy ông xem nha